hậu ly hôn, vợ cũ Đan Trường hé lộ điều bất ngờ về con trai. Nhiều người khen nuôi dạy con khéo. Cuộc sống của Thiên Từ dường như không bị ảnh hưởng nhiều về chuyện bố mẹ ly hôn, được chăm sóc và nuôi dạy theo đúng chuẩn Rich Kid. Cậu ấm mắt Hy Thiên Từ được hưởng thụ cuộc sống cực hào nhoáng ngay từ khi mới lọt lòng. Không chỉ ở biệt thự triệu đô, mặc đồ hàng hiệu, đi xe tiền tỷ, du lịch nhiều nơi trên thế giới, con trai Đan Trường còn khiến nhiều người nể phục vì được mẹ hướng dẫn kinh doanh và đầu tư từ nhỏ. Mới đây, trên trang cá nhân của công ty mang tên Thiên Từ đã chia sẻ thông tin sắp tới cậu ấm này sẽ tham gia nhiều dự án mới như cùng mẹ thiết kế bộ sưu tập thời trang mới hay mở rộng hệ thống cửa hàng bán bánh của mình. Hôm nay, con muốn nói với cô chú một vài chuyện vui của con. Kênh YouTube Mát Hy Thiên Từ đã đạt được 99.200 lượt theo dõi và còn chút xíu nữa thôi là con sẽ đạt được nút bạc của YouTube rồi ạ. Con sẽ cố gắng noi gương ba mẹ của con về sự tự lập và nỗ lực không ngừng trong cuộc sống. Đồng thời sắp tới đây, con sẽ cùng mẹ thiết kế bộ sưu tập thời trang mới cho công ty. Ngoài ra, hệ thống bán bánh của con sẽ được mở rộng thêm nhiều chi nhánh mới trong tương lai gần. Con mong cô chú sẽ luôn ủng hộ và đồng hành cùng với con nha. Thông tin tiết lộ, chia sẻ này khiến công chúng càng thêm suýt xoa về tài năng của Alpha Kid Thiên Từ cũng như những định hướng nuôi dạy con của Đan Trường, Thủy Tiên. Như vậy, ngoài việc thừa hưởng tài sản từ bố mẹ, hiện tại bé Mát Hy Thiên Từ đang nắm trong tay một kênh YouTube, một thương hiệu thời trang riêng, hệ thống bán bánh. Ngoài ra, cậu bé còn tham gia đóng quảng cáo, trình diễn thời trang, chụp ảnh mẫu cho chính các sản phẩm thời trang mà công ty mình bán ra. Dựa vào thống kê từ kênh YouTube của Thiên Từ thì mỗi tháng, riêng mảng này cậu nhóc đã thu về số tiền 227 đô đến 3.600 đô, tương đương khoảng 5,6 triệu đồng đến hơn 84 triệu đồng. Nếu cộng cả doanh thu từ việc kinh doanh thời trang và bánh, doanh thu chắc hẳn còn lớn hơn rất nhiều. Bên cạnh việc để Mát Hy Thiên Từ tham gia vào việc kinh doanh từ bé, doanh nhân Thủy Tiên cũng rất chú trọng giáo dục và rèn luyện nhân cách cho con trai mình. Cậu bé còn nhỏ tuổi nhưng rất tự lập, thông minh và hiểu chuyện. 14 tuổi nhưng Alpha Kid Thiên Từ đã có cuộc sống khiến nhiều người phải ao ước. Sau khi Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên ly hôn, hiện tại bé Mát Hy đang sống cùng mẹ tại Mỹ. Đan Trường kết hôn với doanh nhân Thủy Tiên năm 2013. Đám cưới của giọng ca sinh năm 1976 được tổ chức tại xứ sở cờ hoa với chi phí khoảng 150.000 đô, tức khoảng hơn 3 tỷ đồng. Năm 2017, vợ chồng Đan Trường đón con trai đầu lòng Thiên Từ. Nam ca sĩ đi lại giữa Mỹ và Việt Nam để tiện hoạt động nghệ thuật, còn vợ và con trai sống tại Mỹ. Sau khi sinh con trai Thiên Từ, gia đình nam nghệ sĩ càng được fan yêu mến nhờ cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, luôn truyền năng lượng tích cực đến khán giả. Tại Mỹ, Đan Trường và bà xã sở hữu căn biệt thự rộng 4.000m² ở San Jose, cơ ngơi được thiết kế rộng lớn như lâu đài, trang bị các thiết bị nội thất cao cấp chẳng khác một khách sạn 5 sao. Đây là món quà cả hai dành tặng con trai đầu lòng, phải mất 3 năm mới hoàn thành. Trước đó, Đan Trường và Thủy Tiên từng hé lộ một căn hộ sang trọng tại California, Mỹ. Bà xã Đan Trường cho biết căn hộ có diện tích hơn 250m², được thiết kế mở, có giá trị khoảng 40,2 tỷ đồng. Ngoài biệt thự, căn hộ, Đan Trường và vợ còn có niềm đam mê sưu tập siêu xe. Trong đoạn clip thăm nhà được Thủy Tiên đăng tải, khán giả không khỏi choáng ngợp trước dàn xế hộp khủng tại nhà Đan Trường như Lamborghini màu trắng 400.000 đô, Rolls-Royce Gosser 400.000 đô, Mercedes-Benz 190.000 đô. Cặp đôi Đan Trường Thủy Tiên đã vượt qua những khó khăn và đến bên nhau gắn bó 8 năm với nhiều khoảnh khắc hạnh phúc cùng bé trai Thiên Từ kháo khỉnh. Và ngày 18 tháng 7 năm 2021 đánh dấu cột mốc đường ai nấy đi sau khi cả hai tuyên bố đã ly hôn.